Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2024, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình do đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện Tân lạc, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 436 đoạn km 0 -00 đến km 7 -00 trên địa bàn huyện Tân lạc. Tiếp và làm việc với đoàn. Về phía huyện Tân lạc có đồng chí Lê Văn Thạch, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Tinh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Đinh Duy Khải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã cùng dự. Theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện Tân lạc, đến nay công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 436 đoạn km 0 -00 đến km 7 -00, đạt 82%. Diện tích đất chưa giải phóng được còn 3,2 hectare thuộc địa phận xã Phong Phú và xã Nhân Mỹ. Số dân có đất phải giải phóng là 373 hộ, trong đó xã Phong Phú là 197 hộ, xã Nhân Mỹ 176 hộ. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là mặt bằng để thực hiện khu tái định cư cho các hộ phải di rời. Ngoài ra, huyện chưa có mỏ đất để cấp cho đơn vị thi công, khai thác và săn lấp dẫn đến tiến độ dự án bị chậm. Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và cấp ủy chính quyền địa phương đã thảo luận đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí mỏ đất để đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn, tập trung giải phóng mặt bằng, đồng thời xây dựng kế hoạch, mốc thời gian cụ thể và phân công trách nhiệm rõ người rõ việc rõ cơ quan đơn vị đối với từng hạng mục định kỳ ra soát kiểm điểm tiến độ dự án theo mốc thời gian đề ra tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án